Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình live về vấn đề kinh tế toàn cầu, vấn đề kinh tế đang rúng động bởi cái thị trường của Mỹ. Hàng loạt ngân hàng của Mỹ đang rơi vào sự khủng hoảng. Nhiều thành phần chống cộng ở hải ngoại và những thành phần cùng Mỹ, tụi nó nói là Mỹ mà toan thì dân Việt Nam cũng sẽ chết, cũng sẽ gọi là tử theo. Không bao giờ có chuyện đó anh chị các bạn. Những cái thành phần cuồng Mỹ, cuồng tư bản, tụi nó rất là ngu muội. Tụi nó ngu muội một cách dã man lắm. Nó quên rằng Việt Nam là một quốc gia chỉ có chưa tới 100 triệu dân, mà một quốc gia rất mới phát triển, mà là vùng đất hứa hẹn cho những cái nhóm tư bản nó vào để nó kiếm ăn, với cái nguồn lao động của Việt Nam rất là dồi dào, chính trị an ninh rất là ổn định, tạo ra cái thị trường, nhất là cái thị trường Việt Nam các bạn biết, tự cung tự cầu và tự cấp người dân Việt Nam. Trên 3 phần các bạn thấy cuộc sống người dân Việt Nam không? Đây là những cách mà buôn bán để tôi chứng minh. Các bạn thấy khi các bạn thức dậy sáng sớm là các bạn thấy những cái ngã tư, những cái đường xá xe cộ rất là đông. Người dân Việt Nam họ sống bằng trên cái đôi chân của họ, họ không có dựa vào những cái gọi là công nghệ cao như ở những quốc gia phát triển như Mỹ. Đó. Những người nào mà làm kinh tế, mà khi tìm hiểu và nghiên cứu về nước Mỹ, sự suy sụp của hệ thống kinh tế Mỹ nó đi vào cái chu kỳ của nó. Nó là cho nên những thành phần cùng Mỹ tụi nó rất là ngu muội. Những cái đám chống cộng ở hải ngoại, bọn Việt Tân đồ, những cái tổ chức chống cộng toàn là cái quân ô hợp, nó không có hiểu. Nó sống rất là ảo tưởng các bạn. Nó sống ở Mỹ nhưng những cái quốc gia phát triển, nhưng mà tụi nó không có. Hello, mình trở lại. Tại vì cái máy của mình xài 3G, 4G, 3G Việt Nam nó bị cái máy nó, cái camera mình, hệ thống an ninh ở đất của mình gắn nó báo, cho nên nó mất mạng. Thành ra mình tiếp tục like về vấn đề Việt Nam. Các bạn thấy mình kinh tế, các bạn thấy ở Việt Nam người ta sống không, nó tự cung tự cầu và tự cấp, nó rất là hài hòa. Những cái giới trẻ Việt Nam cũng vậy, họ sống, họ kinh doanh, họ mua bán, họ đứng trên đôi chân của họ rất là vững vàng anh chị các bạn. Các bạn thấy người ta buôn bán như vậy chỉ có 20.000 một gói cơm cho Dương Châu gì đó, mà họ làm, họ bán buôn rất là đắt khách. Tại cái nguồn sống ở Việt Nam tự nhiên là mình mất hứng. Thì nói về vấn đề mà nền kinh tế Mỹ mà nó suy sụp đó anh chị các bạn, đó là cái chu kỳ của nó. Mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó sẽ lợi dụng những cái trường hợp như vậy để nó gây hoang mang trong những cái người dân mà lao động phổ thông, hay một số người ta không hiểu về vấn đề kinh tế của Mỹ. Nó là cái chu kỳ của nó thôi. Hiện nay nhiều ngân hàng của Mỹ nó đang đi vào sự khủng hoảng. Đã có gần như là 3 ngân hàng của Mỹ nó đã sụp. Hiện nay là trên 20 ngân hàng khác nó đang đứng trên cái bờ vực thẳm của nó. Tại vì các bạn biết những cái ngân hàng của Mỹ đó, tụi nó đầu cơ. Nó lấy tiền của những người đã gọi là deposit vào trong đó. Nó lấy cái tiền mà người ta bỏ vào trong ngân hàng của nó. Nó trả lãi suất rất là thấp và nó lấy tiền đó nó đầu cơ. Nó mua trái phiếu. Nó mua trái phiếu, các bạn thấy trong cái vấn đề mà lạm phát gia tăng nè, rồi Covid vừa rồi nữa, rồi chiến tranh nữa, rồi các bạn thấy trong khi đó tụi ngân hàng liên bang Mỹ nó tìm cách nó chống đỡ cái lạm phát thì nó phải tăng lãi suất. Thì cái tụi ngân hàng của Mỹ đó nó đầu cơ, thì bây giờ lãi suất tăng như vậy đó, các bạn thấy nó thất thu, nó không có đủ mà huy vốn tiền mặt để đặng mà nó lưu hành trong cái hệ thống ngân hàng của nó, cho nên nó phải sụp.
và tại nó sụp rồi người dân á, những người mà ta gửi tiền vào người ta thấy cái sự bất ổn kinh tế, họ hoảng sợ, họ rút tiền ầm ầm mà vào, khiến cho những vốn tiền mặt á, của ngân hàng, những cái ngân hàng nó bị sụp á, nó không có đủ để chi trả, mặc dù nó bán trái phiếu, bán tháo, bán đổ, bán lỗ các bạn biết đó. Để đặng mà nó chi nó trả cái lượng tiền mặt lại cho những cái người mà họ đặt cọc vào, cho nên nó gây sự khủng hoảng, làm cho cái những cái ngân hàng nó bị thiếu tiền mặt để đặng nó điều hành. Thì các bạn thấy ở Mỹ những cái ngân hàng mà nó làm sai trái như vậy, nó đầu cơ như vậy, nó có cái mối quan hệ, nó gần như là cũng nó có thể nói phía sau đó là cái sự nhóm lợi ích của nó cũng tham, cũng gọi là tham nhũng, corruption trong đó. Cho nên đâu có thằng nào đi tù đâu. Các bạn thấy khi mà ngân hàng mà nó bị thất thoát như vậy sụp xong á, thì cái thằng chính quyền liên bang nó phải đứng ra nó đỡ đó, nó đỡ. Nếu mà anh bỏ trong cái tiền trong ngân hàng mà 500.000 đô mà khi ngân hàng nó suy sụp á, thì chính phủ nó chỉ đền cho anh có 250.000 đô, anh mất cái 250.000 đô kia. Nếu anh bỏ dưới thì anh được đền lại cái phần của anh có, còn anh bỏ hơn á, thì anh chỉ lãnh được có 250.000 đô trở về cho tài khoản của anh thôi. Mà các bạn biết những cái tiền của thằng chính phủ liên bang nó bung ra như vậy, tiền ở đâu? Tiền thuế của dân. Tại vì thằng Mỹ nó rất là thực dụng và thực tế, không phải như Việt Nam. Chứ đâu phải tiền ở trên trời nó rớt xuống đâu các bạn. Mà trong khi đó hiện nay Mỹ nợ nần chồng chất, phải vay vay bạc hỏi, đóng thuế cũng đâu có đủ để chi phí cho ngân sách quốc gia, an ninh quốc phòng đồ mọi thứ đâu, phải vay. Các bạn biết mỗi phút như vậy, mỗi mỗi một phút mỗi giây như vậy là nó phải vay, nó vay từ từ đồng đô la đấy. Thì cuộc sống của người dân Mỹ ngày càng vất vả và chăm bề hơn đấy. Còn ở Việt Nam các bạn thấy cuộc sống của người dân Việt Nam vẫn bình thường, chỉ có một số những công ty lớn họ làm việc, họ làm ăn, họ giao dịch với Mỹ thì họ họ có cái sự khó khăn chút đỉnh nào đó thôi, nhưng không đến nỗi. Ngay cả các bạn thấy những công ty của Mỹ nó qua Việt Nam vậy, nó vẫn kiếm được lợi nhuận, tại vì thị trường Việt Nam rất là tốt cho nó. Như hàng Ford, hàng Chevrolet hay là ngay cả hàng Nhật, mấy những cái công ty lớn Samsung rồi, nó vẫn hái ra tiền ở tại Việt Nam, tại vì thị trường Việt Nam thị trường mới rất là ổn định cho những cái công ty lớn lớn. Cho nên các bạn thấy khi mà nền kinh tế toàn cầu nó phát triển mạnh thì mình đi ở tốc độ 100 cây số giờ, tôi lấy cái trường hợp như vậy để dễ hiểu. Nhưng khi mà kinh tế toàn cầu nó bị khủng hoảng thì mình đi 50 cây số giờ mình vẫn đi tới, nhưng mình không có thụt lùi, mình không có thụt lùi dưới trừ hoặc là âm, các bạn thấy trừ âm. Còn ở những nước phát triển á, các bạn biết te tua tơi bời ba lá, người thì mất nhà mất cửa, dân thì khốn khổ, biết bao nhiêu những người mà lao động họ dành dụm hàng mấy chục năm trời tiền của bay không cánh mà bay, các bạn thấy nó ghê gớm lắm. Nhưng mà bọn tài phiệt nó vẫn ngồi nhà mát ăn bát vàng, tại vì tụi nó có, tôi nói tụi nó có 1 tỷ, nó mất nửa tỷ thì nó vẫn còn nửa tỷ nó ngồi nó ăn. Còn cái dân mà thứ như cái đám ô hợp chống cộng ở hải ngoại, cái đám ngu muội đó, khốn rách áo ôm, khôn nhà dạy chợ đó, các bạn thấy đi đi chống cộng xuyên tạc nhưng mà biết con khỉ gì đâu. Lên mạng mấy cái đám đó là tôi gặp tôi là tôi chửi sấp mặt luôn, tôi chửi chỉ có sách bỏ dép mà chạy thôi, tại vì tụi nó rất là ngu muội, nó không có hiểu anh chị các bạn. Nó cuồng Mỹ, nó cuồng phương Tây, nó cuồng những cái chủ nghĩa tư bản một cách rất là ngu muội, phải nói là rất là khủng khiếp. Trong khi đó đời sống ở Việt Nam, ở quê nhà, các bạn thấy ngay cả công việc của tôi làm, tìm nhân công, những người làm hồ đồ phụ cái này kia, kiếm đỏ mắt chứ không phải giỡn đâu. Mà những cái tụi mấy đứa mà nó làm công việc đồ, các bạn biết nó bận rộn, rồi phải giao hàng, phải lo đủ mọi thứ, rồi phải chạy ngược chạy xuôi, chứ đâu phải các bạn thấy như những quốc gia phát triển như Mỹ, khi nền kinh tế nó mà gặp khốn đốn
cho nó tác động vào đời sống những người dân, tiểu thương và những lao động trung lưu, phần lớp lao động phổ thông, giai cấp trung lưu rồi, rất là khủng khiếp. Có nhiều người các bạn biết, nhất là những người Việt của mình ở hải ngoại, ở trên đất Mỹ cũng vậy, làm lụng bao nhiêu năm trời vất vả cày sấp mặt luôn, khi mà kinh tế nó suy sụp như vậy các bạn biết, ngồi đó mà chỉ biết khóc thôi, mất nhà mất cửa mất xe, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu công sức làm là mất trắng tay luôn đó các bạn biết, chứ không phải là giỡn đâu. Bởi khi mà có những cái biến cố biến động ở trên những cái đất nước như Mỹ vậy đó, thì các bạn mới thấy được cái sự khác biệt ở quê nhà và ở xứ người như thế nào. Bởi có nhiều người họ mơ mơ muội mơ mê muội, khi họ có làm ăn ở quê nhà, họ được đồng tiền, họ giàu có lên, họ bỏ quê hương ra đi, rồi bắt đầu có những người đi được, bắt đầu xuyên tạc chống phá Việt Nam, rồi bắt đầu lập những cái kênh YouTube để đặng mà kiếm cơm ăn, để đặng xuyên tạc, giống như cái thằng mắt dài Nguyễn Văn Đài, các bạn, nó là cái thằng lừa đảo đấy. Các bạn biết thằng Đài là nó thằng là chùm lừa đảo, nó lừa cái đám chống cộng ở hải ngoại. Các bạn lên Pao Talk rồi các bạn nói thằng Nguyễn Văn Đài nó lừa cái tụi chống cộng ở hải ngoại hơn 100.000 đô đó, nó ôm cái tiền mà tụi mà chống cộng ở hải ngoại quyên góp cho nó đó, nó lên nó hô hào đó. Hai vợ chồng nó ôm qua bên Đức, bây giờ mà nó mà vào trong phòng, mỗi lần mà tôi gặp nó trên mạng, nó mày mà trở lại Pao Talk, dân Pao Talk nó chửi mày không còn hứng gì luôn, cái thằng lừa đảo. Mà các bạn thấy nó cũng đi ra rao ra rã đấu tranh để gọi là đòi thế này thế nọ, nó đi chống cộng kiếm cơm mà, cái nghề nữa mà các bạn, nó thành cái nghề giống như cái thằng khùng Trương Quốc Quy rồi Son TV, Son Lê rồi, các bạn thấy nó đi vào quân đội, các bạn thấy nó không có nên người, tại vì quân đội Mỹ nó là nơi tiến thân cho những cái giới trẻ, thì vào đó nó tu luyện và nó cho ăn học, mình không có nên người, cho nên mình bị out, bị kick out, bị cho ra khỏi, rồi bắt đầu về, bắt đầu lợi dụng cái bộ quân phục, bắt đầu lên bài vẽ để đang lừa người dân trong nước, người ta không biết, những người khác bắt đầu lên làm kênh này kênh nọ để đặng kiếm cơm ăn thôi. Hằng các bạn thằng một mắt gì Benny Trương đồ Tân Thái đồ, thằng thì đi giũa neo tối ngày mà lên đi gọi là rao giảng dân chủ tự do thế này thế nọ, đi buôn chính trị, còn cái thằng thì một mắt khùng khùng điên điên, toàn là cái dân dở hơi không à. Cái thằng Lý Sà Phạm bây giờ cũng te tua tơi bời ba lá rồi, chỉ các bạn thấy không? Bởi vì thôi thì tôi thấy tình hình thế giới trong vấn đề mà kinh tế đang có chiều hướng sụp đổ, đây là cái chu kỳ của nó thôi. Nếu mà ai mà sống mà làm ăn mà hiểu biết về vấn đề kinh tế ở trên đất Mỹ, nghiên cứu, các bạn sẽ thấy nó là nhiều cái hấp dẫn lắm về cái chu kỳ của nó. Bởi vậy đừng có quá mơ tưởng, làm ăn biết liệu cơm gắp mắm, biết mình biết ta biết người, chỉ có thế thôi, chứ không phải ngồi đó cái đội thằng Mỹ trên đầu, nước Mỹ của tao đã đảo Liên Minh, trục xuất Liên Minh, tổ cha cái lũ chống cộng ô hợp, toàn là cái quân gọi là khô cách áo ôm khôn nhà dạy chợ không à quý vị ơi. Thôi thì mình cũng phải làm công việc đây các bạn, cuộc sống mưu sinh mà, ở đâu mình cũng phải làm, công trình của mình cứ tiếp tục làm, phải tranh thủ rất là nhiều thứ mình phải làm các bạn à. Ở quê nhà công việc nhiều lắm, tôi nói người dân của mình các bạn thấy họ buôn bán mưu sinh, họ làm đủ mọi thứ. Để đặng mà có cái cuộc sống tốt hơn. Chứ không phải giống như cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước đâu. Những người lãnh đạo ở Trung ương, người ta tầm nhìn họ rất là chiến lược, họ nhìn rất là xa. Tôi và các bạn chỉ nhìn trước mắt thôi, nhưng mà những người lãnh đạo Trung ương, chính sách ngoại giao của họ rất là chiến lược. Họ nhìn 5 năm, 10 năm cho quốc gia, cho đất nước, cho tương lai vận mệnh của đất nước. Cho nên các bạn thấy những cái nan đề của đất nước ngày càng được
được được được thay đổi và được sửa chữa rất là tốt. Những người lãnh đạo có tâm họ luôn luôn có những cái cách làm việc rất là chuẩn mực, cho nên chúng ta phải nhìn những người đó chứ không phải nhìn những người mà quan liêu, quan chức quan liêu rồi mình bất mãn chứ cơ chế gây ra những cái điều không tốt. Tôi nói Mỹ nó có hàng nghìn hàng triệu cái hứa nan đề, dân của nó thì phải gồng gánh gồng lưng mà chịu thôi chặn, chứ không phải Việt Nam đâu. Thôi thì mình dừng lại đây nha, xin chào quý ông bà chị em các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.